Sáng ngày 10 tháng 9, đoàn giám sát của Hội nông dân tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Lạc về tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết số 14 ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn huyện Tân Lạc. Đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tiếp và làm việc với đoàn. Thực hiện nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, huyện đã tăng cường công tác tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Đồng thời, vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết, hình thành vùng sản xuất chuyên canh mang tính tập trung. Các sản phẩm thế mạnh của địa phương như bưởi Tân Lạc, rau su su Tân Lạc, khoai lang Phú Cường, quýt Nam Sơn đã và đang được nhiều người tiêu dùng trên cả nước biết đến và đánh giá cao. Hiện có 2 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau trên địa bàn nhận được hỗ trợ của nhà nước để thực hiện chính sách tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương. Huyện cũng thường xuyên hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm như tham gia hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, lễ hội Cam Hưng Yên năm 2018, tham gia hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được cũng tồn tại những khó khăn như sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chưa nhiều. Nhân dân vẫn chủ yếu bán cho tư thương, giá không ổn định, một số liên kết tiêu thụ giữa các tổ chức với người dân chưa bền vững. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả mà huyện Tân Lạc đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo điều kiện để hội nông dân thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của hội trong định hướng tiêu thụ nông sản, hàng hóa, tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể để triển khai các chương trình dự án, góp phần làm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.